Không phải, em có hai người này. Em gặp rất nhiều trường hợp như thế này rồi. Em không chửi cũng được. Nó bán cả cái hát này. Chưa chắc được sửa cái bộ đèn của em đâu. Thanh niên chạy SH vượt đèn đỏ tông vỡ đèn xe Maybach chục tỷ, tài xế xuống xe phán một câu xanh rần. Trên các diễn đàn mới đây chia sẻ đoạn clip ghi lại vụ va chạm ở hầm Kim Liên lúc 12 giờ khuya. Tại hiện trường cho thấy chiếc siêu xe Maybach bị hư hỏng, phần đèn phía trước xe bị tông rơi ra ngoài. Một nam thanh niên đi xe máy SH màu đen đang bối rối dừng lại xe. Theo lời tài xế xe Maybach, nam thanh niên này vượt đèn đỏ tông phải xe khi anh đang rẽ trái. Bức xúc vì hành vi thiếu ý thức, chủ xe Maybach đã đớp chát, nóng tính mắng nam thanh niên trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường. Em đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy rồi nhưng em không chửi không được. Nó bán cả các xe SH cũng chưa chắc sửa được bộ này của em đâu. Nhưng mà chú nó ngu ở chỗ là như này. Cái mạng sống của chúng mày ấy nhá. Phải vì ba cái xe đèn đỏ. Chú bán rẻ mà chúng mày. Tài xế xe Maybach bức xúc nói. Nam thanh niên đi xe SH biết lỗi sai, đứng im nghe lời dạy dỗ. Một vài người dân đứng gần cũng khuyên tài xế hạ hỏa, bình tĩnh trước tình huống. Đoạn clip hiện vẫn đang nhận về nhiều bình luận xôn xao trên các diễn đàn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.